Đây là những nguyên liệu cần chuẩn bị khi mà làm bánh trôi. Cái này thì em đã mua sẵn ở chợ. Này em mua sẵn ở chợ nhé. Bao gồm là 1 kg bột này, 1 kg bột, và người ta bán sẵn những cái đường mật mật viên như thế này để làm nhân này. Và đây là mè rang để khi mà xong rồi thì mình sẽ rắc nó lên á. Đấy. Và bánh khi mà mình mua về á, mình sẽ trộn lên cái bột bánh á, mình mua về mình sẽ trộn lên. Đấy. Mình đổ cái này ra, đổ cái bột bánh ra. Đổ cái bột bánh ra. Đây, bột bánh em đã đổ ra đây rồi. Thì mọi người lưu ý là cái bột bánh mà mình mua ngoài chợ về thì thường người ta sẽ để khô như thế này này. Để khô như này, mà khô như thế này nó chưa đủ cái độ để mình nhào á. Mình chưa đủ được độ mình nhào thì thường là mình sẽ phải thêm một chút nước vào nữa để cho nó đủ độ để nhào. Đấy, thì bây giờ em sẽ cho thêm một ít nước nữa. Chú ý là cho từ từ nhé. Các chị em mình cho từ từ thôi, không nó lại bị nhão quá. Đấy, nhão quá. Vào đây thì em có làm thêm một cái chút, muốn làm thêm một cái chút màu xanh ấy. Đấy, bình thường nếu như mà các chị em mà không thích màu á thì các chị em cứ để màu trắng như này, chị em làm cũng được. Hoặc là ví dụ như là muốn màu xanh thì các chị em làm lá dứa, muốn làm màu tím thì làm lá cẩm. Đấy, màu đỏ thì làm bằng cái rau dền hay gì đó. Đấy, để tạo màu nhá. Nhưng mà ở đây thì em có một cái nguyên liệu này rất là đặc biệt, là mình cũng không cần phải cầu kỳ là giã lá dứa gì cả, mà nó là cái bột collagen này, bột collagen này. Nó là cái collagen, nó làm trong cái collagen này nó có chứa 100 mg rau sạch, 100 mg tương đương với 1 kg rau. Đấy, thì mình có thể em tận dụng luôn cái này để em làm cái màu xanh của bánh. Chưa, con mẹ đang làm, chờ mẹ một tí nhá. Đây, để em quấy cái này lên, mẹ sẽ làm bánh trôi màu xanh cho con nhá. Thứ nhất là nó đều cái màu xanh này, thứ hai là cái bột này mua ở ngoài quán về nó cũng bị khô đấy, người ta chỉ làm khô chứ người ta chưa làm vừa đủ. Đấy, người ta làm khô khô, chính vì vậy mình phải cho thêm nước vào đấy để mình trộn lên. Màu trắng, màu trắng, từ từ con, để mẹ đang trộn đã. Mẹ đang trộn màu xanh, xong cho con làm nhá. Rồi mẹ sẽ cho con nặng. Mẹ nặng làm cái này dễ. Lấy một chút bột này, lấy một chút bột vừa vừa phải phải, xong là cho nhân vào, xong là mình sẽ quận vào như thế này. Rồi cho nhân đường vào, xong để mình kiểu để cứ nắm ít vừa phải để cho nó đều nhau á. Xong là mình sẽ đặt để đây, xong tí nữa sẽ ấy, sau sẽ viên, sau sẽ viên tròn sau đây. Viên những cái viên mà nó tương đối là nó bằng nhau như thế này, nhưng mà mình chỉ để gọi là không được đẹp, không được tròn đâu nhá. Mình chỉ để gọi là tương đối như thế này thôi. Xong sau đấy thì mình đun một cái nồi nước sôi như thế này. Nồi nước này em đã đun sôi rồi. Sau đấy mình cho nhỏ lại, và sau đấy thì mình sẽ viên lại một lần nữa cho nó tròn, thật là tròn. Thì mình sẽ thả luôn vào cái nồi nước sôi này. Đấy. Đây, mình sẽ viên lại nhá. Viên lại như này. Đấy. Viên lại sao cho nó tròn đẹp nhé. Xong sau đấy mình thả luôn vào nồi nước sôi này. Mẹ ơi, cái trong nồi kìa. Đây. Đấy, nó nổi lên rồi đấy. Thế nào nổi lên được là chín. Đấy, mình sẽ lấy cái vợt này mình cho ra đi á. Mình bốc tay. Làm mình khiến bồng tay. Không thể làm. Chưa cái nào nổi lên chứ. Đây. Cái này là chín rồi đó. Cái kia chưa nổi rồi. Đây, thành quả đây, đã xong rồi. Và bây giờ mình thử thưởng thức nha. Được rồi, ăn thôi. Ui, Lavi cũng ăn à? Ngon không là Lavi? Mẹ thử xem nào. Nóng à? Wow, không được đẹp lắm. Không được đẹp lắm, nhưng mà nhìn nó méo méo,
nhưng mà ăn cũng vẫn là ngon, tại vì là do chính bàn tay mình làm ra.